Hello, chào các bạn đã quay kênh Phá Đạo Mộc ha. Thưa mọi người, hiện tại giờ Tú đang tìm đến một cái ngôi chùa. Thì cái ngôi chùa này có một khu pho tượng của một chủ trì, mọi người, là nằm trong một cái miếu. Thì cái miếu này cũng khá là nhỏ thôi. Cái đường đây thì mình đang mọi người thấy là mình đang ở trong cái cánh đồng cỏ rất là lớn ở vực Củ Chi. Thì mình có hỏi theo người dân thì người ta nói cái miếu này có cái pho tượng của chủ trì thì rất là linh luôn rồi. Thì mà không có ai, ít người biết đến là nguyên do và tại sao mà cái miếu được thành lập luôn rồi. Bây giờ đang đứng ở một cái đường lộ đường mòn. Thì phía bên đây mọi người thấy đồng trống không? Thì mình đang người ta nói cái ngôi chùa đó gần đây thôi. Thì ok, bây giờ mình sẽ đeo camera lên tinh nghịch này ha. Mình chạy qua cái hành trình cho các bạn xem, cũng như quay lên ngôi chùa cho các bạn xem nha. Bây giờ Tú đang chạy trên đường đến cái ngôi chùa mọi người. Hôm nay có cái chùa, cái miếu hình như là mình nghe nói là cái ngôi miếu mà thờ cái chủ trì có ngôi tự to á mọi người, là ở nằm cạnh một ngôi miếu, hơi một ngôi chùa, ngôi miếu ở cạnh ngôi chùa. Thì đường đây rất là thưa thớt người dân. Miếu rồi mọi người, phải miếu rồi không ta? Ôi, nó có hai nhà quan luôn mọi người. Ok, để mình gửi camera quay cho bạn xem nha. Thì bây giờ mình sẽ đi đến quay sơ cái ngôi chùa ở đây mọi người. Thì ngôi chùa này thì thuộc về là hình như là cái ngôi miếu mà có tượng ông sư á, ngồi là thuộc về phạm vi của chùa mọi người. Thì mình sẽ quay luôn ngôi chùa cho các bạn xem nơi đây, cũng như là muốn các bạn biết, và cũng như là ai muốn đến ở đây thắp hương hay là làm phước hoặc là ủng hộ cho chùa thì các bạn có thể đến ha. Thì hiện tại của chùa hiện tại giờ là đóng cửa mọi người, tại vì mùa dịch này thì ở đâu cũng đóng cửa hết. Đây là Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tịnh Thất Phước Thoại nha, đường Trần Văn Phẩm, ấp 4 xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi, Phố Hồ Chí Minh. Do tình hình đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Tịnh Thất Phước Hội tạm thời đóng cửa. Khi nào hết dịch, Tịnh Thất sẽ mở cửa được trở lại. Để quay bên trong các bạn xem. Ủa, không có chó nữa. Ok, quay sơ cho bạn xem nhỏ thôi. Để quay hơi chó sủa ông sùng với ông đó, mình đang trộm cắp. Mình ngại vô đó lắm. Thì bên đó người có hai nhà, căn nhà hoang kìa, nhưng mà mình không có qua được tại vì tường ấy rồi. Thì ok, giờ mình sẽ vào bên trong quay cái pho tượng cho các bạn xem nha. Thì coi pho tượng này
rất là đông, giống một người thật luôn. Khi mình bước vào á, mình thấy á, mình giật cái mình tưởng đâu một vị sư nào ngồi thật sự ở đó không à. Nhưng mà khi mà nhìn kỹ lại thì không phải là người, chỉ là một pho tượng. Bình thường các bạn vào chùa các bạn thấy pho tượng của Phật Thích Ca hoặc Quan Âm, của Quan Âm Bồ Tát các người thì người thấy bình thường lắm. Nhưng mà tại vì pho tượng này lần đầu mình thấy nên rất là ngỡ ngàng. Thì đây là cái ngôi miếu cạnh ngôi chùa mọi người. Ok, giờ mình sẽ vô bên trong quay cho các bạn xem nha. Thì trước cái ngôi miếu mọi người, thì mình đã đi vào trong xem đã có thấy được pho tượng mọi người. Đây là ngôi miếu mà mình đang tìm. Thì đây là đường mòn ra một cái đường đó mà không biết đường đó đi đâu. Ok nha. Mình thấy một phía đó có hai cái nhà hoang, nhưng mà tường nó bít lại rồi, mình không có khám phá cho các bạn xem được. Thì nó đối diện với cái miếu nè. Thì ngồi đây đồng rất là trống mọi người. Thì ở đây có một cái đai cà to nè mọi người thấy không? Cái đai rất là to. Thì trước khi chúng ta bước vào là trước cái miếu là chúng ta sẽ thấy hai vị ngồi trên voi, ngồi trên lưng voi và trên lưng kỳ lân hay gì á, mình cũng không biết con này tượng này tượng gì. Mình thấy không nè, này voi không rồi, nhưng mà bị gãy cái ngà, gãy cái dồi vậy, chỉ còn cái ngà thôi. Thì Bồ Tát nào mình cũng không rõ luôn rồi. Bên đây cũng vậy, bên đây cũng vị Bồ Tát. Đây mọi người thấy nè, phía trong là một cái pho tượng của một vị sư, có lẽ đắc đạo nên người ta mới đúc tượng thờ mọi người. Đây là không có người, không có người giữ nó đây, nhưng mà mình chắc là đây là mở điện thử có điện không, là có điện không rồi. Có điện là chắc có người ở đây ta quản lý ở đây. Nhưng mà cái miếu này thì ai muốn cúng gì cúng, ai muốn đến cúng thì cúng ha. Thì cái này thì những ông thần tạo địa rất là nhiều ha. Cúng cái hình Long này là mẹ Nam Hải mọi người. Có hình là mẹ Nam Hải nha. Và đây là Phật Di Lặc, Phật cười đúng không? Ôi, đêm nay nhiều khung hình dữ vậy. Chữ tạo lắm luôn. Tuy là một miếng rất là nhỏ, người thấy rất là trang nghiêm. Thật nhiều tay nhiều mắt luôn, thấy không? Đó, trên cuối cùng là nhiều tay nhiều mắt. Đây là Đức Thế Tôn, đây là Địa Thiên Vương, đây là Quan Âm, đây là mẹ Nam Hải, đây cũng là Quan Âm luôn, chính giữa là Quan Âm luôn. Và đây là pho tượng của một chủ trì đúc rất là giống thật mọi người. Yeah. Mình ngồi trước mặt của sư mà mình thấy giống như là sư đang nhìn mình, mình thấy không? Mình giờ ở trên tay sư có rất là nhiều số mọi người. Ủa, cái này không phải là cái này tái tượng mọi người. Nhân phải tượng cái này là bằng Mica gì đó. Mình thấy rất là giống người không? Cái này không có gì hết.
nhang, mình đốt vài cái nhang này. Mọi người, thì pho tượng của thầy mọi người thì bằng nói bằng nhà ấy mọi người, bằng bi ca hay gì chứ nó bằng tượng bằng đại tượng mọi người, thì nhìn rất lớn thật luôn. Mọi người nên nhớ, nên hiểu là một vị sư thật, nếu mình đã thật là đắc đạo rồi thì người dân người ta mới đúc tượng như là tượng người thờ nha. Còn nếu mà bình thường rất là nhiều người sư là ở trong chùa, tại sao ta không thờ mà ta thờ một vị sư? Thì đây là một vị sư có thể đắc đạo rồi nên được quần chúng nhân dân ta thờ. Thì cái này thì được, mình không biết là miếu gì, tại miếu này không có tên, nhưng mà phía bên cạnh là có một cái chùa là hội gì Phước Long Hội, tại vì chùa Phước Long Hội gì đó mọi người, chùa Phước Hội ở phường chùa Phước Hội. Thì theo mình nghĩ đây là một cái phạm vi thuộc về quản lý của chùa. Thì mình hôm nay mình nghe tiếng cũng như là mình biết, thì hôm nay mình muốn đến mà chia sẻ với các bạn một nơi cho thiên ở Củ Chi. Thì ok, thì có lẽ là clip này mình sẽ kết thúc ở đây. Nếu các bạn thấy hay và ý nghĩa, các bạn hãy like và ký kênh nha. Chào mọi người, hẹn mọi người vào một clip với các bạn mọi người.